với hai thể loại jazz và burlesque, tập 6 đã mang đến những hình tượng đầy bất ngờ. Một Huyền Thanh quyền lực, Anh Khoa đậm chất nam tính, Minh Thảo vô cùng nóng bỏng, Chim Công Thủy Tiên nhí nhảnh, Macaron Ngọc Sơn điển trai và Lãng Tử Nguyễn Thắng. Kết quả, Ngọc Sơn và Minh Thảo xuất sắc mang về trọn vẹn 3 điểm 10. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm cân thấp đã khiến Ngọc Sơn thuộc nhóm nguy hiểm cùng Anh Khoa và Huyền Thanh. Anh Khoa và Ngọc Sơn đều có tỷ lệ giảm cân bằng 2,2%. Nhưng điểm biểu diễn thấp hơn buộc Anh Khoa phải chia tay chương trình. Đêm nay, áp lực sẽ nhân lên gấp bội. Đón xem bước nhảy ngàn cân ngay bây giờ. Sơn và Phạm Lực, Minh Thảo và Lâm Minh Hải. Chúng ta cùng vỗ tay cho Nguyễn Thắng và Ngọc Anh. Và cuối cùng chính là Mỹ Thiên cùng Sơn Lâm. Chào mừng quý vị đến với Dance Your Pedal, bước nhảy ngàn cân. Hãy nhìn đây, sau nhiều tuần tập luyện và nhảy múa, họ bây giờ rất đẹp. Và nếu là quán quân, họ sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 500 triệu đồng. Và sau 9 tuần tập luyện thể lực, thể hình và chế độ dinh dưỡng an toàn và khoa học, thì các thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng bước vào những thử thách khó khăn hơn. Và thử thách của tuần này là thay đổi diện mạo. Tuần này thì các thí sinh phải đối diện với thử thách là hai bài thi nhảy múa và hai phong cách đó phải hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta hãy cùng xem họ đã thay đổi diện mạo như thế nào. Xin mời. Khi mình biết được thử thách tuần này đó là được gặp anh Nam Trung, mình rất là hào hứng vì lúc đấy mình sẽ được thay đổi cái diện mạo, khuôn mặt và kiểu tóc. Sau khi được nghe thấy thử thách là được gặp anh Nam Trung và được thay đổi diện mạo, tâm trạng của mình như vỡ òa lên. Đây chính là cơ hội mà mình được thay đổi, được làm mới mình. Bình thường mình đã đẹp rồi, bây giờ gặp anh Nam Trung chắc còn đẹp hơn nữa, ý sướng quá. Thực sự rất là hứng thú. Bởi vì mình con gái mà. Nghe thấy làm đẹp là thích rồi. Sau khi thay đổi kiểu tóc và làm đẹp cùng với chuyên gia trang điểm Nam Trung, các thí sinh được chụp hình tại studio của nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng. Tuy còn bỡ ngỡ với việc tạo dáng trước ống kính, nhưng các thí sinh đã rất nỗ lực để thể hiện cá tính bản thân. Nguyễn Thắng chững chạc. Minh Thảo quyến rũ. Thủy Tiên dễ thương. Ngọc Sơn năng động. Huyền Thanh ngọt ngào. Năm con người, năm sự lột xác hoàn hảo, họ đã sẵn sàng để cháy hết mình trên sân khấu của bước nhảy ngàn cân. Anh Trường Giang thấy không? Hồi nãy chỉ mới là một cái màn mở màn nho nhỏ của Ngọc Diệp thôi á, hồ biến một cái là anh có thể là thay trang phục cho Ngọc Diệp ở trên sân khấu rồi. Nhưng mà các thí sinh thì khó khăn hơn, họ phải thay đổi từ kiểu tóc cho đến trang điểm và cả trang phục của mình nữa. Cho nên chủ đề của tuần này mang tên là Hành trình lột xác. Và sau 9 tuần vừa qua,
họ gần như là hoàn toàn thay đổi, đã bắt đầu thon gọn hơn, đã nhẹ nhàng hơn và uyển chuyển hơn rất nhiều. Và đến công việc ngày hôm nay cũng vậy, cũng lột xác, lột mới một xác mà ra bộ này. Anh hy vọng là anh sẽ không lột thêm một xác nào nữa. Đúng như là anh đã nói, các thí sinh đã phải đối diện với một thử thách rất là khó, bởi vì họ phải trải qua hai màn trình diễn khác nhau, hip hop và đương đại. Phần đầu thì sẽ phải kể những cái câu chuyện về quá khứ của mình, còn phần sau thì là cảm xúc hiện tại của các thí sinh trong thời điểm này. Và kính thưa quý vị, họ đang được rất nhiều sau khi tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, được lột xác, được đẹp hơn, được nhẹ nhàng hơn, được uyển chuyển hơn, và hiện tại họ đã nhảy rất giỏi. Và để có được những kinh nghiệm nhảy như thế, họ được những lời khuyên từ các chuyên gia và đặc biệt là lời khuyên chân thành từ ba vị giám khảo trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón ngay bây giờ. Xin chào đón giám khảo ca sĩ Đàm Vĩnh Hương. Xin được giới thiệu biên đạo John Huy Trường. Và vị giám khảo cuối cùng, nghệ sĩ Hoài Lương. Và kính thưa quý vị, ở vòng này đặc biệt thí sinh sẽ phải trình diễn hai bài dự thi. Chính vì vậy cách tính điểm như sau: chúng tôi sẽ lấy điểm bình quân của ban giám khảo từ hai bài cộng lại và cộng thêm phần trăm giảm cân tuần qua của thí sinh sẽ ra được tổng số điểm. Và thí sinh nào có tổng điểm thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Bây giờ chúng ta sẽ có đôi điều hỏi ý kiến của giám khảo. Ngọc Dược xin phép được hỏi giám khảo John Huy. Tuần này thì các thí sinh phải nhảy múa tới hai thể loại khác nhau. Chắc là một thử thách rất là khó, và các thí sinh không biết là thể lực có đủ điều kiện để đạt được điều đó không anh? Anh nghĩ đủ, rất đủ. Tại cái điều này nó rất là bình thường, vì 9 tuần vừa rồi các bạn thí sinh còn lại đó tiến bộ rất là nhiều về sức khỏe, sức mạnh, động tác, kỹ thuật. Và hôm nay đúng là một thử thách khác biệt là hai bài. Nhưng mà anh tin là các bạn sẽ thấy cái này là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mình nhảy hai bài tập trong vòng một tuần thì sợ nó có bị nhầm lẫn với nhau không anh? Về động tác? Không, vì mỗi thí sinh có hai bài khác nhau. Một bài nói về cái quá khứ và một bài có một cái thông điệp về cái lột xác. Thì hai cái thông điệp, hai cái câu chuyện rất là khác. Thì chắc chắn mình sẽ thấy mỗi thí sinh có hai bài với hai cái màu khác nhau. Em nghĩ các thí sinh cũng đã quen với lại cái áp lực tập luyện trong suốt hơn 2 tháng qua rồi. Nếu như là Ngọc Diệp và Trường Giang nhảy thì may ra sẽ nhầm lẫn, chứ các thí sinh thì chắc là không đâu ạ. Về vấn đề đó thì nên bỏ qua đi, không nên nhắc nữa. Ngọc Diệp xin phép được hỏi anh Đàm Vĩnh Hương một câu là đến giờ phút này thì anh có điều gì chia sẻ với các thí sinh và điều tâm đắc nhất của anh đối với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân trong mùa đầu tiên là gì? Khi Hương đi diễn khắp nơi, Hương nghe rất nhiều khán giả bàn tán và hỏi thăm về chương trình. Hương cũng rất là tự hào khi mà khoe với họ rằng là trong vòng 8 tuần mà người ta có thể giảm được 20 cân. Điều đó điều rất có thể gọi là kỳ tích. Và ai cũng ngưỡng mộ, cảm thấy ngạc nhiên, xích xoa. Đó là một cái sự chú ý, quan tâm rất là nhiều từ người theo dõi chương trình. Và một điều nữa là thấy một sân chơi rất là tuyệt vời. Và nó là rất rất tuyệt vời từ lâu rồi. Những người béo phì, những người dư cân thường là bị bỏ quên, họ phải tự thân vận động. Nên đã có chương trình như thế này, có nghĩa là một bãi đáp mới, một điểm hẹn, một cái gì đó cho họ khiến họ yên tâm hơn khi họ tìm tới với chương trình. Và giờ đây tất cả đều tỏa sáng trên sân khấu này đúng không ạ? Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, có một điều trùng hợp là ngay từ những ngày đầu tiên khi tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, cho đến thời điểm này thì nghệ sĩ Hồi Linh cũng đã được giảm được vài cân. Anh đâu phải là thí sinh, anh không cần phải áp lực giảm cân. Hồi hộp dùm cho thí sinh là giảm cân à. Cứ hễ anh suy nghĩ là anh bị giảm cân. Dạ. Yên tâm, bây giờ thì không còn gì để giảm nữa rồi. Là da đụng tới xương rồi hả anh? Đụng rồi, tới tủy luôn rồi. Và bây giờ là thời điểm mà giám khảo sẽ công bố tiết mục mà mình yêu thích nhất trong tuần vừa qua. Xin mời giám khảo Hoài Linh đại diện cho ban giám khảo công bố tiết mục này được không ạ? Sau khi anh em chúng tôi hội ý và chúng tôi quyết định là cái bài của Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Như vậy là tiết mục của Ngọc Sơn và Phạm Lịch là tiết mục được các vị giám khảo của chúng tôi yêu thích nhất. Sau đây xin chúc mừng cho chủ nhân của thuê bao nhận được 10 triệu đồng. Kính thưa quý vị, mỗi cặp thí sinh khi trình diễn sẽ có một mã số, đó chính là thứ tự của tiết mục. Hãy nhắn tin tiết mục ban giám khảo yêu thích nhất gửi về 6370, cơ hội nhận được 10 triệu đồng trong tầm tay. Và bây giờ trước khi đến với tiết mục đầu tiên, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Don't you wanna stay? Don't you wanna
mừng quý vị quay trở lại với chương trình Dance Your Head Off, bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, quý vị khán giả xem truyền hình cũng có thể trúng thưởng 10 triệu đồng từ chương trình của chúng tôi nếu như dự đoán đúng tiết mục mà ba vị giám khảo ở đây yêu thích. Hãy soạn tin nhắn với cú pháp BN khoảng cách mã số tiết mục gửi về 6370 để có cơ hội trúng thưởng. Và bây giờ, thí sinh nào sẽ xuất hiện đầu tiên? 1 phút 40 giây rất ngắn ngủi nhưng phải trình diễn hấp dẫn để mang về 50% số điểm từ ba vị giám khảo khó tính của chúng tôi. Và trên một điệu nhảy rất sôi động, đó chính là hip hop, thì thí sinh này đã rất xuất sắc để trở thành thí sinh đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Xin được giới thiệu Ngọc Sơn. Sau khi được nghe thấy là được gặp anh Nam Trung và được thay đổi diện mạo, tâm trạng của mình như vỡ òa lên. Hồi hộp nhất là khi mà anh ấy bảo mình nhuộm tóc. Đó là cái điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Sau khi mà mình đã nhuộm và cắt lại tóc thì mình cảm thấy như mình trở thành một người con trai có phong cách hơn, hiện đại hơn. Sau khi được thay đổi diện mạo, bây giờ bọn mình sẽ được bước vào một buổi chụp hình ở studio. Và cái cảm giác của mình bây giờ khá là hồi hộp. Mình cảm thấy mình đang tràn đầy năng lượng. Đến lượt mình vào chụp ảnh thì mình cũng khá là run. Những cái bước đầu thì mình khá là lúng túng trong việc tạo dáng. Đầu tiên sẽ là tạo dáng đứng và lúc đầu thì khá là ngại. Nhưng sau khi anh Hưng chỉ cho những cái dáng nhảy, mình đã cảm thấy khá là tự tin và thể hiện cái phần hình ảnh. Khi mà mình được xem lại những cái short ảnh thì mình cảm thấy rất là đẹp. Khi mà mình đã được thay đổi về ngoại hình, mình cảm thấy rất là tự tin với mái tóc, với khuôn mặt. Và đặc biệt hơn là những trang phục mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể mặc được. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái điểm yếu của mình là bưng bê rất là kém. Với bài đương đại lần này, mình cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Những cái đoạn bưng bê nó làm cho chị Lịch bị đau lưng. Vì mình vẫn chưa biết cách làm sao để sử dụng lực để nâng chị ấy lên. Qua bài đương đại này, mình cũng muốn cho khán giả cũng như ban giám khảo thấy được rằng cái sự ngọt ngào lãng mạn của một tình yêu nó đến rất là bất ngờ và tình cờ. Nó đẹp như thế nào, nó hấp dẫn như thế nào. Cho Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Mặt Ngọc Sơn hôm nay rất là thon và đẹp như mặt anh Hoài Linh vậy. Có bí quyết gì chăng? Thực ra là mình cứ cố gắng vừa tập nhảy vừa tập gym đều đặn thì nó sẽ giảm tốt hơn ạ. Và cái cơ địa mình nó sẽ tự thon gọn vào. Có nghĩa là tập luyện thì cơ thể sẽ cân đối ốm đẹp hơn đó quý vị ạ. Và bây giờ là nhận xét của ban giám khảo. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi thấy trong vòng một tuần, mà tuần này có lẽ là cái tuần áp lực bởi vì các bạn phải diễn hai bài. Và cái bài đầu tiên này tôi cảm nhận được một cái điều là các bạn phải bỏ cái công sức ra rất là nhiều. Các bạn có một sự kết hợp rất là hòa quyện với nhau. Không biết là cô Phạm Lịch nắn luyện thế nào mà động tác của Sơn khi Sơn diễn á, nó rất là dứt khoát và rất là mạnh mẽ, thể hiện rất là good. Nói chung là bài này tuyệt thiết. Xin cảm ơn anh Hoài Linh.
Xin mời giám khảo Johnny. Giống anh Hoài Linh nói, mấy cái động tác giật mình kêu cái đó bằng hitting. Mấy cái phần hitting của em, mấy cái phần popping nó rõ ràng và nó rất là mạnh. Nhưng cái phần anh chưa hài lòng lắm là mấy cái động tác còn lại. Nó có mấy chỗ anh thấy em hơi gấp. Xong cái động tác nó chưa chắc chắn và nó chưa sạch sẽ lắm. Nha, thì em phải chú ý về cái đó. Nhưng mà cái bài này nó rất là nhanh và rất là khó. Bình tĩnh một tí xíu nữa và nó sẽ đẹp hơn. Nó có một cái bưng bê anh thấy em hơi không có hỗ trợ lịch nhiều. Em hơi quăng lịch qua đó xong lịch bị rớt. Nhưng mà cũng đứng lên và nhảy tiếp. Thực sự cái bài hip hop này anh cũng rất thích. Và cái câu chuyện, cái lột xác mình thấy rõ ràng. Và cũng là một cái bất ngờ lúc cuối lúc em la lên, anh rất thích. Nhưng em biết cái khả năng của em rất tốt. Thì em bình tĩnh hơn một chút xíu nữa. Và đúng là đẹp trai hôm nay ha. So đẹp. Xin cảm ơn anh ạ. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Với một cái khoảng thời gian rất là ngắn, các bạn có thể làm trọn nghĩa được cái phần thi dự thi của mình với đúng cái chủ đề mà các bạn đăng ký. Ngọc Sơn thì anh thấy cái việc giảm cân em đã làm cực tốt rồi. Ngày hôm nay em còn chứng minh cho mọi người thấy là cái khả năng nhảy múa của em. Những cái điều mà được hay chưa được thì các anh cũng đã nói rồi. Anh chị em làm cái việc công việc tiếp theo là chúc mừng phần thi của em. Và xin mời ban giám khảo cho điểm phần thi này của thí sinh Ngọc Sơn. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Bài này tôi gửi đến các bạn 9 điểm. Cảm ơn anh. Xin mời anh Trang Huy Trần. 8 điểm. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. 9 điểm. 9 điểm. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn bạn và mời bạn về chỗ. Như vậy là một tiết mục đầu tiên vừa kết thúc rất mạnh mẽ và rất đẹp trai, đặc biệt là giảm cân rất tốt và dáng rất gọn gàng. Phải gọi chính xác đó là sự lột xác của Ngọc Sơn đó anh ạ. Vừa rồi là câu chuyện thuộc về quá khứ của Ngọc Sơn. Và sau một thời gian thì Ngọc Sơn đã chiến thắng bản thân mình, trở thành một anh chàng rất tự tin và lột xác để trở thành con người thật của mình. Sau đây sẽ xin hỏi anh Hưng là những ngày mà anh khó khăn, mà những ngày anh đến với nghề đầu tiên á, thì ai là người bỏ anh đi? Lúc khó khăn đó thì tổ nghiệp nghe được cái tiếng gọi của Hưng hay sao đó, thì viết giấy giới thiệu đơn Hoài Linh tới gặp Hưng. Và Hoài Linh là cái người bị một vị ân nhân lớn, một người ơn của Hưng, chính Hoài Linh đã cho cái cơ hội đặc biệt đó. Như vậy là cái người mà những ngày đầu tiên đến và giúp đỡ anh Đàm Vĩnh Hưng là anh Linh của chúng ta. Và hiện nay thường những live show của anh Linh thì ít thấy Đàm Vĩnh Hưng. Cũng có một điều hơi lạ. Không phải, tại live show của tôi nó bình dân. Dạ. Bị tôi phải lượng sức. Dạ. Đó. Có đủ tiền trả thì tôi mới dám mời. Dạ. Còn không đủ tiền trả thì thôi tôi ngưng. Chưa bao giờ có một show nào có Hoài Linh mà Đàm Vĩnh Hưng có một phút, một giây nào nghĩ trong đầu mình là dám nghĩ sẽ lấy tiền của Hoài Linh cả. Không, nhưng mà đều có cái là làm nghệ sĩ thì có cái sự công bằng. Ví dụ ngày xưa nó em út của mình, mình còn nhờ vả nó được chút đỉnh. Giờ nó ngôi sao rồi, ít quá tôi cũng thấy không công bằng. Mà trả tiền nhiều quá, tiền đâu tôi trả. Giang, chỉ một câu nói của em thôi là tất cả mọi nơi đã cháy lên rồi đó. Dạ. Em vừa bụng em chưa? Dạ, báo anh, em với anh là chung thầy mà anh. Nhưng mà được cái là live show này. Live show nào cũng có em. Có. Đó là lúc em chưa có làm việc cho anh Hoài Linh giận. Còn anh đã từng có lỗi làm cho Linh giận nên không mời. Vậy thôi. À, anh làm lỗi với người thầy của mình hả? Dạ. Bậy, sai quá. Anh với em á là cùng nghề. Dạ. Đôi khi nó dễ hơn. Cái nghề hài của mình nó kiếm ít tiền hơn ca sĩ. Đúng rồi anh. Thử ra nó dễ. Dạ, mình lên nhiều khi 3 tiếng đồng hồ lăn lộn. À. Có bao nhiêu tiền đâu. Người ta lên, xuất mang nhanh chén chua cây này, lấy một cục tiền. Ai biểu anh không đi hát. Nhiều khi diễn một cái kịch này, xong rồi qua cái lần sau phải diễn kịch khác. Đó, còn ổng có một chén, ổng chơi hoài, có một chén, chén hoài, mà ngày nào cũng chén mà tiền cũng quá hoài. Cảm ơn anh Hoài Linh. Chúng tôi nhắc đến chủ đề anh em và tình bạn. Sau đây cũng chính là nội dung của màn trình diễn của một thí sinh rất đặc biệt. Đó chính là Thủy Tiên. Thử thách tuần này là được gặp anh Nam Trung. Thì không biết là anh ấy sẽ thay đổi diện mạo của mình như thế nào. Thật sự là mình thấy là những cái sợi rơm hay là cái đống chổi lúc trước nó đã biến mất và thay vào đó là một bộ tóc thật là ưng ý. Cảm ơn anh Nam Trung đã tạo cho mình một bề ngoài mới hơn, đẹp hơn, nhìn thon gọn hơn. Thật sự là mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.
mình cảm giác rất là tự tin và hào hứng để chụp hình. Anh Phú Hưng đã chỉ cho mình những động tác, những cái góc máy mà mình phải chú ý, cầm của mình phải chếch xuống, người mình phải di chuyển như thế nào thì sẽ đẹp hơn. Trong quá khứ, mình là một người tự ti, e dè và thật sự là thấy xấu hổ trước mặt mọi người. Mình hình dung lại tất cả những cái hình ảnh quá khứ, thật sự lúc ấy mình thấy rất là đau khổ. Tuần này, nhóm mình làm chủ đề về tình bạn. Lâm và anh Quý đã ép dẻo cho mình và thật sự là mình cũng không nghĩ là Lâm khen mình những cái mũi chân của mình so với những người mà chưa bao giờ học nhảy thì rất là dẻo và uốn cong được. Mình nghĩ là sau cái chương trình này mình sẽ về mình tập múa đương đại. Tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời, vậy mà tôi vô tâm, giờ cứ quay lưng đi. Và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi. Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình buồn của mình, rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc. Gọi mãi những là phần thi của Thủy Tiên và Sơn Lâm. Và bây giờ sẽ là ý kiến nhận xét từ giám khảo biên đạo múa Trần Huy Trần. Một cái câu chuyện rất là rõ ràng và rất là hay. Anh muốn hỏi em một cái là cái cảm giác của em sau khi diễn cái bài này là thế nào? Tại đây thực sự là một cái thành công em có gặp trong cuộc sống, đúng không? Và anh muốn em chia sẻ bây giờ cái cảm giác của em là thế nào lúc vượt qua cái cảm giác này. Thật sự là em nghĩ đến 9 tuần qua, em không muốn phải xa Lâm với cả anh Tân và anh Quỳ ạ. Cho nên vì thế em cảm giác là cần nên trân trọng tình cảm của mọi người dành cho em, và em phải nên biết nắm giữ, và em phải cố gắng hơn nữa. Anh nghĩ là cái điều đó rất là thành công. Em có tình cảm của nhiều người, và ở trong đây anh nghĩ em có rất là nhiều bạn, đúng không? Có nhiều cái cảm giác và cảm xúc trong cái bài này anh rất thích. Nhưng mà cái động tác anh thích nhiều nhất là cái bê đỡ cuối cùng. Thực sự nó không phải là một cái bê đỡ khó, Sơn Lâm chỉ ôm em và bê đỡ. Nhưng mà chừng nào mình thấy cái cảm giác tụi em tạo ra một cái động tác nhỏ và đơn giản như vậy, anh thấy nó rất là chạm vô cái cảm xúc tim, cái trái tim. Đó là một cái gì đó tất cả mỗi người, con người thấy và hiểu. Và trong cái bài này, cái động tác đó nó làm anh rất là nổi da gà luôn. À, rất nổi thích. Da gà, nói chung là nổi da gà. Rất rất thích. Và cái bài này anh thấy nó rất là thành công. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Trần Huy. Và xin mời những lời nhận xét từ giám khảo Hoài Linh. Trước tiên thì tôi cảm ơn bạn Văn Quý đã biên đạo bài này. Tôi thích cái chi tiết này này. Nó đi rất nhanh. Nó không phải là nhảy. Nó là một động tác rất nhẹ nhàng. Yeah. Nhưng đầy ý nghĩa. Tức là nó đúc kết toàn bộ cái bài các bạn muốn thể hiện. Đó là cái nắm tay cuối cùng của Thủy Tiên dành cho Sơn Lâm. Tức là từ trên này vẫn còn e dè rụt rè, và cuối cùng hai cái nắm tay thật chặt vào nhau. Và hai bạn đi lên, nó đẹp, cực kỳ đẹp. Và nó có một cái gì đó làm cho tôi cảm xúc. Không phải kể cả một cái bài các bạn làm hoành tráng mà có thể đem lại cảm xúc cho người khác đâu. Chỉ có những cái chi tiết, nó tuy nó đơn giản nhưng nó đầy ý nghĩa của cả một cái bài, tổng thể một cái bài. Còn về cái phần nhảy hôm nay,
đối với Thủy Tiên. Đây cũng là một cái bài mà nó sẽ có ý nghĩa trong cuộc sống của con. Bởi vì khi nào con cũng mặc cảm là mình thế này, mình thế kia, chắc không ai dám chơi với mình đâu, không ai dám làm bạn với mình đâu. Con mặc cảm vì thân hình của con không được như người khác. Sau cái bài này thì chú nghĩ con nên tự tin lên. Bởi vì bên cạnh con chắc chắn sẽ còn rất nhiều người. Và cái người đầu tiên chú nghĩ đến đó là Sơn Lâm. Một người bạn mà con mới vừa quen chỉ có vài tháng này thôi. Dù ví dụ sau này hết cuộc thi con có về Hà Nội, Lâm ở Sài Gòn, nhưng với cái sự lo lắng cho nhau, với cái tình anh em, bạn bè trong cái khoảng thời gian thế, thì chú nghĩ cũng đã đủ hiểu về nhau. Dù ở xa nhưng vẫn nhớ nhau. Đó là tình bạn. Chúc mừng cho Sơn Lâm và Thủy Tiên. Đối với tôi thì có một xíu khác biệt. Về bài thi thì không phải là bài xuất sắc nhất của các bạn so với những vòng trước. Những động tác cũng không có gì là khó. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh cái điều các bạn đã làm được sau đây. Nhất là Thủy Tiên, em đã có những cái bước chuẩn bị vào vai diễn rất là lâu và sự chuẩn bị hết sức là chu đáo để bắt đầu nuôi cảm xúc của mình. Đối với tôi đó là thái độ làm việc rất là chuyên nghiệp, tự đưa mình vào trong nhân vật. Và cái cả tâm lý đó nó kéo luôn em cả vào trong bài thi. Những động tác em chán trường, rồi em bước đi khi mà người bạn tới muốn nhảy cùng mình, em cũng nhảy không giống như những người mà đang một cái gì đó lạc quan, vẫn còn chút tự tin. Và sau một hồi thì em nhận ra được cái điều gì đó và những bước nhảy đó nó tươi hơn, lạc quan hơn. Nó cũng thay đổi dần 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 theo cái cấu trúc của phần thi và nó đi đến điểm kết, nó bắt đầu tỏa sáng. Thì cái sự thăng hoa giống như một cái sự mang ơn, một sự hạnh phúc, một sự biết ơn với người bạn của mình như vậy đó. Chứ không phải là một cái cuộc tình lãng mạn. Tôi nhìn thấy được hết tất cả những cái sự thanh cao và đẹp ở trong cái bài thi này khi các bạn dựng đó là tinh thần thôi. Còn về động tác thì nó không phải là động tác xuất sắc so với những bài trước của các bạn. Đúng là như Linh nói, cái ao cuối cùng á nó rất là thanh thản và từ đầu đến giờ chưa có ai chọn cái ao đó cả. Bước đi nhẹ nhàng, đó là cái ao của điện ảnh. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên. Mời anh John. Đúng là một cái bài không có nhiều kỹ thuật cao. Nhưng cái quan trọng trong cái bài này, nó sử dụng nhiều động tác tự nhiên của con người. Và để thể hiện một cái gì rõ ràng như vậy, nó khó. Có thể khó hơn là mấy cái động tác phức tạp và kỹ thuật cao. 10 điểm. Và số điểm thứ hai từ giám khảo Hoài Linh sẽ là... Tôi còn ghi trước cả John Huy nữa. Các bạn diễn một bài diễn mà để chúng tôi hiểu được cảm xúc của các bạn, động tác của các bạn, làm chúng tôi hiểu được các bạn muốn nói gì. Đó là cái sự thành công của các bạn. 10 điểm. Và số điểm cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Xin mời. Tôi hơi khắc khe một chút xíu. Xin phép giữ lại một điểm là các bạn được 9 điểm thành của Hưng. Như vậy là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho các bạn 9 điểm. Chúng ta sẽ gặp lại ở bài nhảy thứ hai. Xin mời các bạn vào bên trong hậu trường chuẩn bị. Kính thưa quý vị thân mến, bài nhảy thứ hai đã kết thúc và mang lại rất nhiều cảm xúc cho các vị giám khảo cũng như quý vị khán giả đang xem đài. Anh có thấy hôm nay em xấu không? Phụ nữ mỗi lần mà soi gương á, họ luôn nhận ra một điều gì đó xấu ở khuôn mặt hoặc là cơ thể, đúng không? Đúng rồi, không hiểu tại sao phụ nữ chúng em á luôn luôn cảm thấy những cái điều bất toàn ở bản thân mình, đặc biệt là mỗi khi đứng trước gương. Đó là tại vì mình chưa tự tin, chứ anh thì không bao giờ có điều đó xảy ra. Bởi anh đâu đứng tới cái gương đâu, cái gương treo trên kia, anh đứng dưới này sao anh thấy anh được. Có những sự thật nên che giấu. Và sau đây sẽ là một thí sinh. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của cô ấy mang đến ngày hôm nay là gì. Một tràng pháo tay dành cho Huyền Thanh. Thực ra thử thách của các tuần thì không tuần nào là đơn giản cả. Ngay cả cái tuần vừa rồi bọn mình phải trải qua thử thách catwalk. Cái việc mà phải đi giày cao gót nó cũng khiến cho mình bị đau chân. Thì mình nghĩ là cái thử thách của tuần này cũng sẽ rất là kinh khủng. Khi mà biết là được đến gặp anh Nam Trung và thay đổi diện mạo thì thực sự là mình cảm thấy rất là phấn khích và thở phào. Bởi vì là phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp. Và thực sự là bây giờ đây chính là cơ hội mà mình được thay đổi, được làm mới mình. Khuôn mặt của mình hiện tại thì cũng có nhỏ gọn rồi. Anh có hướng dẫn là chỉ nên make up cho mình nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc, nhuộm tóc, ombre. Thực sự khi nghe như thế thì mình rất là phấn khích bởi vì mình rất thích màu hồng.
Sau khi được mặc những trang phục đẹp thì bọn mình đã được làm việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lý Võ Phú Hưng. Với bộ trang phục này thì lúc đầu mình hơi bối rối một chút, bởi vì là đã lâu rồi mình không chụp những cái bức ảnh mà mang tính trẻ trung như thế. Hiện tại đến thời điểm bây giờ mình có thể phô diễn bản thân mình trong những bức ảnh, tất cả những cái khuôn mặt của mình cũng tươi tắn hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn và cái thần thái của mình nó cũng tốt hơn trước rất là nhiều. Khi mà mình được thông báo là một trong hai bài diễn của mình là đương đại thì mình cũng có hai tâm trạng đan xen, một tâm trạng thì cũng khá là mừng. Nhưng một cái mình lo lắng là với những bài lần trước bọn mình đã bung hết cả lực ra và bài nhảy lần này tất cả những cái động tác nó hơi ma mị. Thực sự là để mà diễn tả được hết tất cả những cái nội dung mà đang muốn mình truyền tải được trong cái bài nhảy này nó cực khó khăn với mình, nó khác hoàn toàn với màu của những bài đương đại trước mình đã thực hiện. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho Huyền Thanh và Quang Đăng. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ giám khảo John Huy Trần. Xin mời anh. Lúc hai em chuẩn bị vô vị trí đó, xong anh thấy cái gương và cái nhạc bắt đầu, và Đăng em quay ra thì anh nghĩ là đây sẽ là một cái tiết mục rất là hay. Và xong mình nghe cái âm thanh trong cái bài hát nó rất là ma quái. Cái động tác và cái cảm xúc tụi em tạo ra đối với anh nó chưa tới. Mấy cái động tác nó khó và nó mượt, và cái câu chuyện anh thấy rõ ràng. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc mới bắt đầu thì anh cũng sắp nổi da gà. Sau đó chừng nào cái bài đi tiếp theo thì không hiểu tại sao là anh em cũng không hiểu cái cảm giác của em bây giờ là thế nào. Ở đây mọi người cũng chưa ai hiểu anh luôn á. Lúc đó em có tập trung để xem hay không? Có. Anh là thấy hay đó. Không thì cái kỹ thuật tất cả mọi thứ trong cái bài này ổn. Là lúc xem thì em cũng hỏi anh Hoài Linh là về cái hình như chắc cái phần make up của Đăng đó. Đối với anh là tại cái phần make up nó làm cho cái cảm giác của anh nó làm cho nó hơi hài hài một tí xíu. Anh thấy nó không có nghiêm túc lắm. Anh lại không thấy hài. Anh cũng không thấy hài em à. Tức là tại vì cái này là Đăng là một cái hình ảnh xấu của cái cô gái này khi cô ấy soi gương. Đúng. Chính vì vậy là tất cả những cái nét vẽ ở những cái mỏng mắt này, rồi những cái chỗ nào mà có thể gọi là đẹp nhất, sáng nhất của người phụ nữ, nó đều có những cái vết hằn ở đây, ở trên cái đôi mắt, nó đều có. Tôi cho đây không phải là cái phần make up xấu. Một cô gái cô sợ xấu nhất là cái gì? Mụn nè, nám nè, tàn nhang nè. Nếu bây giờ làm mụn mà chấm 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 như vậy nó còn hài hơn cái mặt này. Đăng, con làm một cái bớt màu tím, nó chỉ nằm ở một cái khoảng này thôi. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn và Johnny sẽ dễ cảm hơn là con vẽ cái màu đỏ như thế này. Cái quan trọng là mình chỉ đổi cái màu đỏ thành
một cái bớt màu tím là một cái gì đó, và những cái vết hằn nó hơi sâu, có lẽ là cho Huy dễ cảm hơn. Đối với anh thì cái make up nó làm cho nó hơi bị nhóc một tí, Halloween một tí vậy thôi. Là đó là sao, là lúc anh xem anh thấy bài này hay, kỹ thuật tốt, kỹ thuật cao, tụi em thể hiện tốt, nhưng mà tại sao cái cảm giác của anh nó đang thiếu một cái gì đó? Thì ra là chỉ là vì cái make up thôi. Đúng rồi. Mà với John Huy là người ở nước ngoài lâu năm, tôi nghĩ những cái này bạn đón nhận nó sẽ dễ hơn là những người ở Việt Nam như chúng tôi, mà không hiểu tại sao bạn lại có thể khó như vậy. Phương chưa bao giờ thấy anh Hoài Linh trở thành một luật sư giỏi và xuất sắc như vừa rồi, khi anh đính chính và trình bày một cách rất là tuyệt vời luôn, khi mà đưa về nhận xét cái phần thi của các bạn. Nhờ em nó mà đành với nâng khen anh. Hồi giờ nó chưa bao giờ khen. Lần đầu tiên anh. Ở toàn chê không. Bây giờ sẽ là những lời góp ý của anh Linh về bài biểu diễn vừa rồi. Còn về cái phần biểu diễn của các bạn, là tôi thấy một cái sự sáng tạo và một cái ý tưởng nó rất là hay. Cô gái ấy đã đạp lên chính cái mặc cảm của mình. Đang đã chịu những cái cú đạp của Huyền Thanh khi bước lên trên cái mặc cảm của mình. Bài này khi các bạn diễn thì làm cho tôi hiểu được cái cảm xúc, như là một cái thông điệp của những người phụ nữ mặc cảm về cái ngoại hình của mình, về cái gương mặt của mình. Tôi cho đây là một cái bài rất là tốt. Cảm ơn các bạn. Và xin mời những nhận xét từ giám khảo Đàm Vinh Hưng. Không lẽ bây giờ tôi đưa nguyên cái bản này cho camera chiếu coi cho kỹ tất cả những gì Linh nói, tôi viết là sẵn hết trơn giống y chang luôn à? Bây giờ tôi nói lại lần nữa để khẳng định là giữa tôi và anh ấy có một sự đồng cảm rất lớn. Đối với tiết mục này nhé, thứ nhất là chọn nhạc giỏi, biên đạo giỏi luôn, khi mà có những cái động tác rất là lạ lẫm và rất là táo bạo. Và cái đỉnh điểm của câu chuyện được đẩy lên khi mà Huyền Thanh đã dẫm đạp và để tất cả những sự mặc cảm, tự ti, xấu xa đó dưới chân mình, bước tới và đẩy lùi nó vào trong cái gương để trở thành một người tự tin hơn. Cái cảm xúc đó nó lạ lắm, nó đã lắm. Coi mà hiểu được câu chuyện bạn muốn nói gì. Đôi chỗ nổi da gà. Tôi thích những cái động tác mà các bạn làm những cái gì mà bất ngờ. Bài diễn này nó diễn tả rất là đều, dàn trải đều hết cho cái nỗi hoảng sợ của phụ nữ đó. Khi nó cứ ám ảnh, nó cứ lao mình vào ngay cả giấc ngủ trong hàng đêm đó, mình muốn đẩy lùi nó ra cơ. Và cuối cùng đã chiến thắng. Chúc mừng các em. Tôi thích. Còn một cái điều nữa góp ý cho Quang Đăng thôi. Khi cô gái đẩy lùi tất cả những cái gì mà cô ấy mặc cảm vào trong gương, thì lúc đấy tôi nhớ không lầm là Huyền Thanh lại xoay mặt ra ngoài này. Tôi lại không thích điều đó. Cái đó nó chưa thể hiện được cái sự tự tin. Con hiểu không? Khi đẩy vào một cái, Quang Đăng xoay mặt là em đối diện với thẳng với cái gương luôn. Xong đối diện xong xoay ngược ra, nhoẻn miệng nở một nụ cười tự tin là ok. Dẫm vô ta. Chị đẹp mà. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ ba vị giám khảo của chúng tôi. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Xin mời. Cái điểm anh chấm cái bài này 9 điểm. Xin mời số điểm từ giám khảo Hoài Linh. John Huy chỉ trừ các em là cái phần make up. Còn tôi không khe cái phần make up. Tôi cho thẳng 10 điểm luôn. Và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Các bạn có thể nhớ lại kỹ coi, trong cái phần nhận xét của tôi á, có cái gạch đầu dòng nào chê các bạn không? Và số điểm là? Dĩ nhiên là 10. Xin chúc mừng. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa trải qua 3 tiết mục vô cùng thú vị. Trước khi đến với tiết mục thứ 4, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Off, bước nhảy ngàn cân. Quý vị xem truyền hình cũng có thể trúng thưởng 10 triệu đồng của chúng tôi nếu như quý vị soạn tin nhắn cho tiết mục quý vị yêu thích. Hãy soạn tin nhắn với cú pháp BN, mã số tiết mục gửi về 6370 để có cơ hội nhận được 10 triệu đồng. Nếu như tiết mục yêu thích của quý vị trùng khớp với tiết mục yêu thích của ba vị giám khảo của chúng tôi, quý vị sẽ nhận được 10 triệu đồng. Và mã số tiết mục cũng chính là số thứ tự biểu diễn của các thí sinh trong ngày hôm nay. Dạ, kính thưa anh John Huy Trần, trước khi anh về Việt Nam thì anh ở bên Canada. Dạ. Công việc của anh là gì? Ở Canada thì có nhiều công việc khác nhau. Hình như tất cả mọi thứ, có công việc gì thì anh có làm rồi.
Chẳng hạn như là... Là văn phòng, giáo viên, nhảy múa, huấn luyện viên thể dục dụng cụ, làm việc trong mấy cái tiệm bán quần áo, nhà hàng, gom rác, làm hết. Em làm mấy cái đó để nuôi cái đam mê là nhảy múa. Và cuối cùng hiện tại là anh đã thực hiện ước mơ là nhảy múa và hiện tại là một trong những biên đạo xuất sắc nhất, đúng không? Và anh có hài lòng với những gì anh đã trải qua không? Có, anh rất là hài lòng. Khó khăn lớn nhất là gì anh? Anh có vấn đề về sức khỏe. Anh có vấn đề gì ạ? Cái này là đi khám thiệt nha, là dư năng lượng. Lúc trẻ thì mình dư năng lượng, mình không được ngồi yên, mình mất tập trung. Bây giờ vẫn dư năng lượng mà. Đúng rồi, bây giờ nói vậy đó. Năng lượng để tôi đè bớt lại. Và lúc nhỏ thì ba mẹ cũng không biết cái vấn đề đó là cái gì. Sao? Thiệt ha, đúng không? Hình như bây giờ nó chưa hết. Thì lúc tôi đó thì là tôi dịch đi... để tôi lấy bớt năng lượng cho tôi rồi yếu năng lượng. Lúc đó thì ba mẹ và gia đình cũng không biết cái vấn đề này là cái gì, nghĩ mình lại hơi điên hay gì đó. Nhưng mà lúc đi khám thì biết là con của mình bị dư năng lượng thì bây giờ mình phải làm cái gì để bớt. Thì cho đi học thể thao, nhảy múa và võ và thể dục dụng cụ và sau đó nó phát triển mấy cái đam mê của mình. Lúc nhỏ đến giờ anh không bao giờ nghĩ anh có một cái vấn đề. Anh tưởng cái đó là một cái tự nhiên. Anh chỉ thấy là ở ngoài đời ai cũng chậm hơn anh. Là ví dụ anh thấy thời gian đi qua rất là chậm. À em biết là cái đó ở Việt Nam tôi gọi là tăng động đó anh. Tăng động. Dạ. Yeah. Đúng không? Em có tăng động không? Bây giờ thấy em đầm rồi. Nhưng mà em nghĩ anh vẫn lạc quan, vẫn yêu đời và vẫn theo đuổi được đam mê của mình. Vâng, quý vị khán giả ơi, chúng tôi nhắc đến câu chuyện của giám khảo John Huy Trần cũng chỉ muốn nhấn mạnh rằng mỗi người của chúng ta đều có một cái vấn đề riêng. Em muốn giới thiệu câu chuyện của một thí sinh sắp xuất hiện ở nơi này. Tuy không có vấn đề gì quá lớn nhưng mà nỗi mặc cảm tự ti về ngoại hình đã là một gánh nặng khiến cho bạn ấy gặp rất là nhiều tuổi thân trong tình cảm và trong cuộc sống. Và đó chính là Nguyễn Thắng. Khi mình biết được thử thách tuần này và được gặp anh Nam Trung, mình rất là hào hứng vì lúc đấy mình sẽ được thay đổi cái diện mạo, khuôn mặt và cái tóc. Anh Nam Trung có nói rằng là cái khuôn mặt của mình nó có cái phần rất là chững chạc nên là cái kiểu tóc của mình chỉ cần cắt sao cho nó gọn gàng để tạo ra một cái phong cách đàn ông. Mình cảm thấy là mình đã chững chạc và tự tin hơn rất là nhiều. Lúc này thì mình đang cảm thấy rất là hồi hộp vì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ được đứng ở trong một cái studio để chụp ảnh cả. Liệu cái cách tạo dáng của mình có giúp mình đẹp trai hơn hay là lại bị lộ ra những cái khuyết điểm mà vẫn còn tồn đọng? Lúc đầu mình vẫn còn cảm thấy là hơi thiếu tự tin một chút. Nhưng mà khi mà mình bước vào studio chụp ảnh của anh Lý Võ Phú Hưng thì mình đã dần dần thay đổi cái cảm xúc và tự tin hơn. Không biết là trong cái bài đương đại tuần này thì mình có làm được hết cái động tác không? Tuy nhiên cái cảm giác thì nó rất là thật. Một đứa rất là béo, có đôi chút gì đấy mặc cảm về chuyện tình yêu. Mỗi khi mà mình có cảm xúc với cả một bạn nữ nào đó thì chưa có bạn nào chấp nhận cái tình cảm của mình cả. Và mình cảm thấy ngày xưa mình rất là cô đơn. Mình rất là mong là mình có thể thực hiện được tròn trịa tất cả những cái động tác để thể hiện được cái cảm xúc thật của mình. Và mình đang diễn lại chính mình trong quá khứ. Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe, ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi. Giá như có ai cùng dạo quanh phố xa, tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao. Hẹn hò với cô đơn riêng tôi một chiều lang thang. Hẹn hò với những mình mang trong tôi tình yêu vỡ nát. Cần tin nhắn thêm chút. Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời, giá như có người ôm tôi mỗi tối, giá như có người ngồi nghe
và khóc lên. Rất là cảm xúc, rất thật. Cái cảm giác này đã là con người thì chắc chắn ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời, đúng không? Ngọc Diệu xin mời anh John Huy Trần nhận xét về phần trình diễn của Nguyễn Thắng và Ngọc Anh. Không biết, có thể hôm nay John Huy có vấn đề, tại John Huy không có chia sẻ cái cảm giác giống em lúc xem hết cái bài này. Trong cái quá khứ này là Thắng là một người đọc báo hay bán báo hay cái liên quan về báo, xong gặp một cô gái, xong hai bạn múa với nhau, sau đó nó thiếu cái kết. No. Cái này giống như là giấc mơ của cậu ấy. Tại vì vậy này, anh hiểu cái ý tưởng của hai bạn này dừng ra như thế này, nhưng mà tại vì nó thiếu một cái đoạn đầu, bởi vì thật sự ra anh nghĩ đây là cái thời gian mà quy định nó hơi ngắn, chính vì vậy không thể hiện được cái sự cô đơn, cái sự buồn bã của Thắng ngay từ ban đầu. Chính vì điều đó khi mà hai người gặp nhau nó nhanh quá như vậy á, để cho Thắng mơ trong một cái giấc mơ là giá như có người ôm tôi, giá như có người đợi tôi đâu đó, theo cái lời của bài hát. Vậy chính vì anh Huy ảnh nói không biết là cậu này bán báo hay là cậu này đang đọc báo hay là gì, rồi gặp xong rồi cái kết là sao, cái kết là nó mơ đó. Thì đối với anh nó chưa rõ ràng, nó đang thiếu một cái gì đó để cho anh cảm nhận, anh đang cần thêm một cái gì khác. Vì cái cảm giác của em trong cái bài này nó rất là đều. Đối với anh là anh chưa hài lòng lắm về cái bài này. Và mấy cái phần nhảy múa của em hôm nay anh thấy hạn chế một tí xíu cái phần vai của em. Em làm mấy cái động tác tay đó, em coi chừng em không có bị như vậy. Tại bây giờ em ốm hơn nè, em gọn hơn nè, em khỏe hơn nè. Thì lúc trước, mấy tuần trước nếu mà cái vai của em lên thì mình không thấy nhiều lắm, vì cái cơ thể của mình tròn, mình không có phân biệt được. Nhưng mà bây giờ cái cơ thể của em nó rất là khác. Và mấy cái động tác em phải tập trung về thay đổi cái thế của em lúc em nhảy múa. Và nó sẽ đẹp hơn. Xin cảm ơn anh Trang Huy. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Anh cũng thấy là bài thi có những kỹ thuật, động tác rất là khó, rất tốt. Nhưng mà nó quen thuộc. Những gì mà khó khăn và đẹp, nó bất ngờ đó là giao cho Ngọc Anh làm hết. Cái sự hỗ trợ của Nguyễn Thắng cũng có là bê chụp rất là chính xác để có được cái hiệu quả đó. Thắng là người chuyên về dance sport, cho nên là những cái biểu hiện, những cái động tác của Thắng á, nó vẫn còn nhìn thấy hình ảnh của những cái bước của dance sport nhiều. Đúng là anh cũng đang cần một cái gì đó nó bùng nổ và nó mới hơn, đặc biệt hơn. Nếu như cái bài thi sau á, Thắng phải lưu ý chút xíu những gì đó làm cho nó khác hẳn, để mọi người thấy là tuần này tôi phải là người khác, tôi mới là xứng đáng đi tiếp. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Về những cái bước nhảy thì các giám khảo kia đòi hỏi hơi cao. Tôi thì tôi đòi hỏi các bạn là về cái sự hòa quyện, và tôi tìm thấy được cái sự hòa quyện trong đó. Tuy nhiên tôi chỉ tiếc một cái điều rằng đối với Ngọc Anh thì là cái độ cân nặng mà để cho Thắng mà bê đỡ đó thì nó cũng không có gì là quá sức so với sức của Thắng đâu. Tôi chỉ tiếc một cái điều này, lúc cái đoạn mà khi bạn bê đỡ ở đây này, có một cái chỗ mà bạn bị chùng xuống. Đáng lý là bạn, nếu mà bạn, lúc đó bạn thẳng cái người lên thì nó lại đẹp hơn. Đó, tức là em bị mất đà sao em lại chùng xuống cái. Tôi thấy nó hơi bị hụt cái chỗ đó. Cảm giác đây là một cái bài mà các bạn muốn dựng lại một cái giấc mơ của một anh chàng làm tự ti mặc cảm. Tuy nhiên nó chỉ thiếu cái phần đầu xíu thôi, thì cái bài này nó sẽ đẹp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho điểm đầu tiên. Về kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều tốt hết. Tôi hy vọng cái điều mới thôi, cho nên là không có gì để phải trừ điểm các bạn nhiều. Các bạn nhận được 9 điểm tuyệt vời. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Đây chỉ là một trong hai bài trong hôm nay đúng không? Và anh rất là hy vọng cái bài tiếp theo sẽ là một cái thay đổi là chúng tôi đang mong chờ. 8 điểm. Cảm ơn anh. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Được 9 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và tiếp theo sau đây là một câu chuyện quá khứ. Một nguyên nhân vì sao mà người bạn này của chúng ta đã tăng cân dữ dội. Và sự xuất hiện ngay bây giờ đó chính là Minh Thảo. Tuần này thì Thủy Thảo được gặp anh Nam Trung, thực sự rất là hứng thú. Bởi vì mình con gái mà nghe thấy làm đẹp là thích rồi.
anh Nam Trung đã tư vấn rất là nhiệt tình. Bởi vì Thảo cũng chưa có định hình được cái phong cách của mình giống cái đồng hồ cát, nhưng mà nó hơi bự chút xíu. Anh ấy đã cho mình cắt nhuộm tóc sáng lên, make up trọn vẹn khuôn mặt của mình. Khi mà mình nhìn vô gương thì anh ấy chỉ cho mình cái để nhìn như thế nào để thu hút. Bây giờ đã tự tin, rất là bất ngờ bởi vì mình thon gọn và nhỏ nhắn hơn nhiều lắm so với lúc trước. Nhìn lại cái hình mà lúc mà mình mới bước vào chương trình, tự bản thân thấy rất là hổ thẹn. Và đến bây giờ thì đã có một sự thay đổi rất là vượt bậc. Tinh thần cũng thấy thoải mái, lạc quan. Và mình nghĩ là cái mục đích trong chương trình từ đầu của mình á là có thể giảm được 20kg. Cũng sắp gần tới đó rồi. Tuần trước anh Hưng có nói là khi nào mà đến cái lúc mà kiểu là sống chết thì Thảo mới có thể bùng nổ được. Cái điều đó mình nghe mình thấy rất là buồn. Thảo sẽ không bao giờ mong muốn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Đương đại thì chưa bao giờ tiếp xúc với nó, dù là rất là thích nó thể hiện từ bên trong và nó thoát ra động tác. Cái chân của Thảo bây giờ cũng còn yếu, cho nên Thảo phải tập ép dẻo nhiều, sạch ngang, rồi tập chống để mà cái lực tay mình nó mạnh là nó quá khó với Thảo luôn. Thảo sẽ gửi một cái màu sắc hoàn toàn khác, cố gắng để mà hoàn thành thật tốt cái bài đương đại này, bởi vì đây là cái bài đương đại đầu tiên mà đội của Thảo và anh Hải thi. Và bây giờ là nhận xét từ giám khảo Chó Huy Trần. Thảo, bình thường em thi mấy cái bài gợi cảm, em ít thi mấy cái bài nghiêm túc. Bài này nó hơi nghiêm túc và nó rất là nghệ thuật. Và anh thấy em làm rất là tốt. Anh cũng hơi lo lắng, tại vì chừng nào mỗi tuần mình thấy một thí sinh có một cái màu riêng và mỗi tuần mình thể hiện cái màu đó, thì chừng nào mình làm một cái khác, một cái mới, anh hơi lo lắng là có làm được hay không. Cái bài này em làm cho anh hết lo lắng. Mấy cái động tác trong cái bài này, cái sự tương tác trong cái bài đương đại này nó rất là khó, vì hai cơ thể phải dính vô nhau và tìm cái trọng tâm và thở và làm mấy cái động tác cùng nhau để cho nó nhìn mượt. Và em không phải là một diễn viên đương đại ha, ba lê ha, một vũ công, mà trong cái thời gian rất là ngắn em hiểu cái sự tương tác như vậy, cái đó rất là tuyệt vời. Một cái nữa là cái phần anh rất thích là chừng nào em vượt qua cái khó khăn và em quay qua và cái gương mặt của em sáng và tươi, nổi da gà. Mấy cái động tác tự nhiên của con người, chừng nào mình hai bạn nằm xuống và bỏ hai tay lên như vậy, không cần kỹ thuật, không cần gì cả, chỉ cần một cái sự tự nhiên và cái tim và cái hồn và cái động tác đó nó rất là hay. Wow, không biết nói gì nữa. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ giám khảo Hoài Linh. Đã có một chữ wow cho Hải rồi đó. Tại từ đầu tới giờ có những tiết mục được điểm 10 nhưng chưa có cái chữ wow. Wow phải không? Wow. Nãy giờ bây giờ anh mới nghe cái chữ wow đó. Wow. Quên nói luôn là mấy cái bưng bê là Hải cái lưng của em sao? Đúng không? Em bê đỡ Thảo nè, xong Thảo em cũng bê đỡ Hải. Đây thực sự là một cái bài đương đại kỹ thuật rất cao, rất khó. Đối riêng với Lâm Vinh Hải thì tôi càng lúc tôi càng quý bạn hơn. Hải có cái niềm đam mê quá lớn
Và ngày hôm nay tôi thấy cái lúc mà Hải bưng bê thì bắt đầu tôi thấy hơi lo lo. Bởi vì biết là anh em ở trong nhà hay là anh em ở trong nghề với nhau đều biết là Hải đang bị về cái phần lưng này. À, tuy nhiên khi mà hai bạn diễn thì tôi có cảm giác như là Hải là một cái người rất là khỏe và rất là mạnh mẽ. Hôm nay Thảo thật sự như là anh Huy nói, tức là cái lúc con diễn tả cái nét mặt buồn bã, chán nản, và khi cái lúc con vui là hai cái đó nó bật, nó sáng hẳn luôn. Kể cả những cái lăn vào để tính toán như thế nào để cho cái động tác kế tiếp nó không bị rời rạc. Và hôm nay các bạn đã làm rất là tốt cái bài này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn biên đạo Hoàng Minh và cảm ơn hai bạn. Xin mời nhận xét từ giám khảo Đàm Minh Hưng. Đối với Thảo thì cái phần diễn xuất anh nghĩ là nó nằm trong tầm tay, vẽ là một diễn viên, cho nên anh đánh giá là không phải là tốt mà là rất tốt. Về cơ mặt, về ánh mắt, những động tác rất là hiện đại, đầy kỹ thuật ở trong cái bài thi này. Sự bưng bê nào ở trong cái phần thi này cũng đều đạt ở mức độ là chuẩn, nó chính xác, và nó nhấc bổng lên và đặt xuống, nó đúng ngay nhịp, rơi khuôn, và nó không làm thấy bị loạn trọng tí nào cả. Nói chung là một tiết mục đáng được yêu thích và đáng nhớ trong đêm hôm nay. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ là những số điểm dành cho Minh Thảo và Lâm Vĩnh Hải. Xin mời giám khảo Chuẩn Huy. Wow, 10 điểm. 10 điểm. Đúng như dự đoán. Và giám khảo Hoài Linh sẽ là 10 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng sẽ là... Em xoay một vòng nữa coi. Yeah. Yeah. Đó là 10 luôn rồi đó. 10 luôn. Và 3 điểm 10 dành cho cặp đôi Minh Thảo và Lâm Minh Hải. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ hai bạn bước vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua lượt đầu tiên, năm thí sinh đã trình diễn rất ấn tượng. Và bây giờ sẽ là lượt thứ hai và họ phải trình diễn về những câu chuyện thuộc về hiện tại. Sau đây là một cô gái sau 9 tuần đã giảm được rất nhiều cân. Và sự xuất hiện ngay bây giờ thuộc về hot girl trăm cân Thủy Tiên. Mình đã được vào top 5, thật sự là mình chưa bao giờ mình nghĩ là với cái khả năng của mình, thật sự là mình rất bất ngờ. Đến bây giờ là tuần thứ 9 rồi. Ừ, những ngày đầu tiên mình cảm thấy rất là khó khăn và vất vả. Những lúc như thế mình rất là nhớ nhà và nhớ bố mẹ. Và mình hy vọng là càng những lúc như này mình phải cố gắng hơn nữa và phải học được cách đi lên. Tuần này hai bài nhảy thì thật sự mình cảm giác rất là kinh khủng. Thật sự mình rất sợ và mình thấy cảm giác là áp lực và mệt mỏi. Có những động tác khi mà tập riêng thì chân tay mình lại làm được. Nhưng khi mà ghép từ động tác trước và đến động tác sau vào thì mình không hiểu sao được, đầu óc mình cứ rối lên. Và lúc đấy thì Lâm và anh Tân lại là mình. Cùng dành một tràng pháo tay cho Thủy Tiên và Sơn Lâm.
Và bây giờ sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. Xin mời anh. Một cái bài tập thể dục rất là dễ thương và hai nhân vật khá là hay. Sơn Lâm thì bình thường em là Bruce Lee và Tiên em là ai? Không. Em là Bruce Lee, tiếng Việt là Lý Tiểu Long, còn Tiên là Lý Khủng Long. Dễ sợ. Lý Khủng Long. Thì anh thích cái bài này vì nó mang lại một cái cảm giác lúc chúng tôi gặp em trong cái tuần đầu tiên rất là dễ thương. Và bây giờ nếu mà đây là cái lột xác của em, anh hy vọng em sẽ gặp rất là nhiều thành công vì 9 tuần vừa rồi em nhìn rất là khác. Cái động tác của em nhìn rất là khác. Tất cả mọi thứ của em nó thay đổi. Em thực sự lột xác. Em là một phụ nữ bây giờ anh thấy rất là tự tin. Nói về cái bài nhảy thì cái động tác nó cũng dễ thương. Và cái phần tụi em sử dụng cái dây nhảy thì mình hơi rối một tí xíu về cái phần đó. Tin hơn về cái khả năng của em, tại em đến từ vị trí này rồi, anh biết em sẽ làm được. Bài này dễ thương nhưng mà cái độ khó và cái kỹ thuật cao hơn thì anh muốn một tí xíu nữa. Nhưng mà cũng thích cái bài này, chỉ muốn nó khó hơn một tí xíu. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên là nhờ các bạn mà tôi nghe được cái nhạc tập thể dục dễ thương thế này. Lắc bên này, dí bên kia, lắc bên này, đưa qua phải, đưa qua trái. Nó rất là dễ thương. Những cái động tác nhảy dây á, thực sự ra cái dây này nó mảnh quá. Để mà mình hất được cái dây á, nó không có cái đà. Các bạn lựa cái dây nó hơi lớn một tí. Thì có lẽ là cái đà của cái dây nó đi, nó tròn đều hơn. Hai bên nó bị chênh nhau mà. Một bên ông Lý Tiểu Long, một bên là Lý Khủng Long mà. Thật ra là cái dây nó hơi loạn trọn chút xíu. Tuy nhiên về động tác, tôi thích cái động tác mà Tiên nằm rồi Sơn Lâm để cái chân lên cái với. Về cái nhịp thì nó có sẵn hết rồi, nó đếm theo cái nhịp tập thể dục rồi. Như John Hy đã nhận xét là cần thêm một chút xíu nữa và tôi cũng nghĩ cái điều đó. Cần thêm một chút xíu nữa thì cái bài này nó sẽ hấp dẫn hơn. Cảm ơn Sơn Lâm và cảm ơn Thủy Tiên. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Với tôi thì đây là một tiết mục đúng là giải trí và rất dễ thương. Với hình ảnh Lý Tiểu Long, Sơn Lâm em làm rất là giống. Vóc dáng rất là giống Lý Tiểu Long. Em đẹp trai hơn. Còn Thủy Tiên tôi nghĩ là một phiên bản của Lý Tiểu Long. Ăn quá đà, béo thế này. Ở phần của Tiên á, phần thi này, cái nhịp còn một chút xíu vấn đề. Em vẫn bị chậm lại so với lại Sơn Lâm thì khỏi nói rồi. Ngay lúc này đây cái điều quan trọng nhất hơn tất cả mọi thứ là hình ảnh của em. Đang rất là gọn, đẹp và năng động. Bố mẹ và bạn bè sẽ rất là ngạc nhiên và hãnh diện trước sự phấn đấu này của em. Cái điều quan trọng nhất em đã thắng được cái sự dễ dãi cho bản thân mình từ bao nhiêu năm nay mà không làm được. Ngày hôm nay bước vào cuộc chơi này em mới làm được điều đó. Đó mới là quan trọng nhất. Đã dễ thương rồi, cho nó tới luôn. Bùng nổ hơn một chút nữa sẽ ăn điểm ngon hơn. Chúc các em thành công, thật thành công trong vòng thi sau nếu như may mắn lọt vào thi tiếp. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. 8 điểm. Mời giám khảo Hoài Linh. 9 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng sẽ là 9 điểm. Xin cảm ơn và giám khảo. Bây giờ sẽ là số điểm trung bình từ ba vị giám khảo dành cho hai tiết mục dự thi vừa rồi của Sơn Lâm và Thủy Tiên. Điểm trung bình dành cho hai bạn là 9,2. Xin chúc mừng. Bây giờ mời Thủy Tiên bước lên cân để tìm nửa số điểm còn lại. Sau một tuần lễ, Ngọc Diệp nhận thấy là thân hình của Thủy Tiên đặc biệt khác hẳn, khác xa với tuần trước rất nhiều. Không biết là trong tuần qua bạn đã nỗ lực như thế nào và giảm cân ra sao? Cân nặng cũ 98,7 cân, cân nặng mới 96 cân, giảm 2,7 cân, tương đương 2,7%. Tổng điểm của bạn 11,9 điểm. Xin cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ sẽ là tiết mục cũng được gọi là Hot Boy. Hot Boy này sẽ giới thiệu một ca khúc, một nỗi lòng của một chàng trai đang yêu. Vâng, đó chính là Hot Boy có ước mơ 6 múi. Ngọc Sơn. Cái khó khăn mà mình cảm thấy vẫn còn ở thời điểm này đó là hay mất tập trung trong mỗi lần tập nhảy. Và cái điều đó thì hay làm biên đạo của mình cáu gắt. Cái cảm giác của mình khi mà nghe thông tin là top 5 sẽ phải diễn 2 bài, mình cảm giác như muốn bùng nổ. Bởi vì diễn 1 bài thôi nó đã rất là khó để làm đẹp và mượt.
mà đây còn những là hai bài nữa. Đây là một cái thử thách rất là lớn và phải làm sao để hoàn thành hai bài thật là tốt, thật là đẹp để có thể cống hiến cho khán giả. Imagine me and you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the boy you love and hold him tight. So happy together. If I should call you up, invest the time, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. Loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you me, no matter how they toss the dice, it has to be the only one for me. Is you and you for me, so happy together, so happy together, so happy together, so happy together, so happy together. Một tràng pháo tay cho Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Rất là đẹp đôi, rất là lãng mạn. Chuyện tình trong mưa, rất hạnh phúc đúng không ạ? Ngọc Diệp xin mời giám khảo cho Huy Trần nhận xét về phần trình diễn của bạn. À, Ngọc Sơn với Phạm Lịch, cái bài hôm nay rất là hay, rất là tuyệt vời. Nó là một cái cảm giác im lặng, nó rất là mượt và đẹp. Và anh tin tất cả mọi thứ em thể hiện trong cái bài này, nó nhìn giống Lịch là đúng là bạn gái và người yêu của em trong cái bài này. Cái gương mặt của em nó rất là sáng, đúng là lột xác hot boy Ngọc Sơn. Trong cái bài này em cũng là gentleman Ngọc Sơn. Rất thích bài này. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Huy. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Bài này Lịch dựng luôn hả? Wow. Chắc là áp lực lắm hả con Sơn? Hỏi Sơn nhưng không hỏi Lịch. Chắc là áp lực gì lắm phải không? Đối với tôi cái bài này là cái bài tỏa sáng, với những bước nhảy rất là điêu luyện và những cái động tác rất là gọn gàng, khi bê đỡ có kỹ thuật, một cái bài dựng rất là duyên, một cái tình yêu nó nảy sinh trong một cái đêm mưa rất là dễ thương, và với cái kết là hai người che áo đi như thế, mình thấy là đâu đó xung quanh mình vẫn còn một cái hạnh phúc. Các bạn chọn cái bài này cũng rất là hợp, là Happy Together. À, cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Đó cũng là cảm xúc hiện tại của Ngọc Sơn đúng không ạ? Và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Một tiết mục sang trọng, lãng mạn và vô cùng tình cảm. Tôi nhìn thấy được cái sự đam mê nó rất là rõ trong từng cái động tác cũng như từng ánh mắt của hai em. Sự uyển chuyển rất là mềm mại ha. Bên cạnh đó, Phạm Lịch, em làm cho anh mấy lần hú hồn. Từ bậc thi trước anh đã rất là thích cái chân em đá lên, nó chính xác mà nó không thể nào chính xác hơn được nữa cả, nó rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay em sử dụng cái cú nhào lộn mà nó là dọc chứ mà là ngang, rất là khó, và cái bàn chân của em đặt xuống một cái là nó ngay sát mép đầu của Ngọc Sơn. Nếu Ngọc Sơn cao hơn một chút cũng không hay. Anh nghĩ là chắc là trước khi ra thi tụi em có khấn tổ nghiệp hay sao, nó được thăng hoa hoàn toàn tất cả mọi thứ, bước chân đặt xuống ngay sát đầu mép đầu luôn, không thể nào trật hơn được nữa, không thể nào mà có thể cho điểm xấu được, rất là tuyệt vời. Và xin mời bà giám khảo cho điểm Ngọc Sơn. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Wow. 10 điểm. 10 điểm chắc chắn rồi, phải có wow là phải có 10 điểm. Anh Hưng có wow không?
Anh không cần wow, đó là phong cách của bạn Huy. Vâng. Đúng không? Hưng là wow. Wow. Wow cho ra 10 điểm. Tặng 10 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Quá trời, 10 điểm. Điểm trung bình của Ngọc Sơn qua 2 vòng thi 9,3 điểm. Chúc mừng bạn. Và xin mời bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước. Ngọc Diệp thấy là Ngọc Sơn ốm. Cân nặng cũ 66,7 cân. Cân nặng hiện tại 65,2 cân. Giảm 1,5 cân, tương đương 2,2%. Tổng điểm của Ngọc Sơn 11,5 điểm. Chúc mừng. Và theo như thông số hiện tại thì Ngọc Sơn hiện tại hơn Trường Giang 2 kg. Chỉ cần một tuần nữa thôi sẽ bằng ký nhau. Là em bắt đầu trở thành hot boy. Thì anh cũng là gì em tự hiểu. Nhờ câu cuối cứu lại hai câu trên. Yeah. Kính thưa quý vị thân mến, trước khi đến với tiết mục tiếp theo, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Up, bước nhảy ngàn cân. Quý vị khán giả xem truyền hình hãy bình chọn cho tiết mục mà quý vị nghĩ rằng đó chính là tiết mục mà ban giám khảo yêu thích. Mã số bình chọn tương ứng với thứ tự biểu diễn của từng cặp đôi. Và tiếp theo sau đây là một thí sinh bỗng dưng có một sự khác lạ so với bình thường, bởi vì thí sinh này so với những tuần trước thì rất khó giảm cân, nhưng mà tuần này hình như đột biến và giảm cân hiệu quả. Đó chính là Huyền Thanh. Tuần này thì bọn mình đã có một sự khác biệt so với các tuần trước là bọn mình phải thi hai bài. Quỹ thời gian bọn mình tập luyện thì chỉ có bằng đấy thôi. Đến thời điểm này là bọn mình cũng cảm thấy là hơi đuối. Trước khi bước vào cuộc thi này thì mình có đặt ra mục tiêu giảm cân của mình là 48 cân. Cái lượng giảm cân từng tuần của mình nó trồi sụt liên tục, nghĩa là nó không đều. Có tuần thì rất là cao, gần 3 cân, nhưng có tuần lẹt đẹt chỉ được có 6 lạng thôi và rơi vào top nguy hiểm. Tuy nhiên là tuần này với cái lượng tập luyện nhiều như thế thì mình hy vọng là tuần này mình có thể giảm cân được tốt. Yêu cầu của Đăng thì rất là khó, không chỉ là đúng nhịp, nhớ động tác để nhảy được ra được chất của Đăng. Bài diễn tuần vừa rồi của bọn mình, Đăng rất là tâm huyết cho cái bài này vì Đăng nghĩ là mình sẽ rất là tỏa sáng trên sân khấu. Khi mà bọn mình phải bôi những cái nhũ vàng lên người, bọn mình đã không lường trước được một điều là cái chất liệu đấy nó rất là trơn, cái độ bám dính là nó không có. Vì đã để lại một cái ấn tượng rằng là cái bài vừa rồi không tốt, thì mình hy vọng là với bài diễn của lần này bọn mình có thể bung được hết sức và cháy được trên sân khấu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho Huyền Thanh và Quang Đăng. Vâng, thưa quý vị, là chúng ta thấy rõ ràng là Huyền Thanh nhảy bài này quá hay, chính xác từng chi tiết. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Thanh ơi, trong cái bài này em rất là chất. Lần đầu tiên anh thấy em có một cái chất như vậy trên sân khấu và anh thích. Anh không nghĩ em có thể làm như vậy được. Thiệt, trong cái bài này em làm cho anh cũng hơi sốc.
Vì nó có một động tác, đúng cái động tác đó là anh với anh Đại Minh Hưng nhìn nhau là ôi trời ơi, sốc luôn, sốc luôn. Lúc em qua đó xong hai cái chân vùng cà cà với đằng đó. Rất là hay, rất khó luôn, tại em không có cái gì để cầm và giữ lại. Thì cái trọng tâm của em rất là tuyệt vời. Đến cái kết thì anh không biết nó có một cái vấn đề gì đó, nhưng mà anh thấy cái kết nó hơi đặc biệt. Không biết cái kết là dù một cái động tác của em ha, một cái động tác của Đăng, nhưng mà anh thấy nó không có gì nói sao. Cái này là của ông Đăng. Dạ. Không, anh, là nghĩ anh, đó. Anh cũng thấy đúng không? Nhiều khi đó là một cái câu chuyện cố tình, là cô này có nhảy hay, anh Quang Đăng phải bắt chước theo, làm theo không kịp thì sao? Hai bạn có muốn giải thích gì không ạ? Nói dạ. Thiệt nha, không có nói xạo thiệt nha. Thật ra thì khúc cuối là có một cái kết khác, nhưng mà trong quá trình biểu diễn ở đây thì Đăng thấy Thanh đổi cái kết khác, Đăng thấy là em thấy là cái kết này cũng hay, cho nên em bắt chước theo luôn. Vô tình thì đáng lẽ là đứng lên rồi Thanh ôm lại ôm, mà chắc là Thanh thấy cái kết nó không hay lắm, Thanh muốn đổi là nào xuống đất đưa chân lên thì cho nên là em nhắm chân vô luôn. Cái phần kết là anh thấy em diễn mặt luôn rất là bất ngờ, hơi hết hồn chút. Dạ, cái đó diễn tốt luôn. Vậy là hay đó chứ. Dạ, cái đó cũng được, cái cũng được, cái đó cái chuyện đó là chuyện mà bạn sáng tạo trên sân khấu. Thực ra là lúc đấy bọn em có trễ nhạc một xíu, nếu mà đứng lên lúc đấy thì không kịp, nên là em phải xoay ngang để cho kịp nhạc. Không, mà một cái đó là một cái tốt, vì tụi em diễn với nhau qua 9 tuần rồi, và cái sự kết hợp và hiểu nhau trên sân khấu, mình thấy rõ ràng là nếu mà một bạn sai, cái bạn kia biết liền và mình đi theo, để cho cái kết bài hay mấy cái động tác trong cái bài nó không có tệ quá, nhưng mà nó cũng có một cái hình ổn định. Thì chúc mừng về cái bài này. Xin mời nhận xét từ giám khảo Hoài Linh. Không, tôi thì tôi cũng đã thọt giọt tôi lúc mà Trần Huy nhận xét rồi. Tôi cũng thật sự bất ngờ khi mà thấy Thanh bắt đầu nhảy ra một mình lúc mà em solo á, là thấy em rất là tự tin và em nhảy rất là thoải mái. Chỉ có cái kết á, thì giá như mà cái mặt của Đăng mà nghiêm túc á, thì tôi cho đây là một cái kết dở. Nhưng mà cái Đăng có vẻ hơi hết hồn chút xíu, thì tôi cho đây là cái kết nó cũng khá là thú vị đó. Như Thanh đã nói thiệt rồi, em sợ trễ nhạc thôi, em nằm luôn, em dơ chân nghỉ cho khỏe, khỏi mất công đứng lên đỡ trễ nhạc luôn. Ông kia cũng hết hồn, nằm xuống dơ chân lên đỡ bạn lên đứng hết bài. Nhưng mà nói chung là các bạn có một cái bài rất là hay. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Anh rất là ngạc nhiên thật sự luôn đó, về khả năng nhảy múa vũ đạo của Huyền Thành, từ múa đương đại ha, múa dân tộc anh cũng làm rồi ha, rồi tới những bước nhảy hip hop mà nó năng động, nó vô cùng là nó mạnh bạo thế này, em làm rất là ra, đúng chất luôn của cái màu sắc như này. Quang Đăng, thêm một lần nữa em lại cho anh thấy là cái khả năng biên đạo của em rất là đa dạng. Chúc mừng em. Nhìn chung là một tiết mục rất là kích thích, dễ làm người ta theo nó được. Và tôi đánh giá cao hơn cái bài thi này là cái thái độ rất là thành thật của tụi em. Luật pháp là thường khoan hồng với những người thành thật, cho nên là tôi rất là ngưỡng mộ cái sự thành thật đó, và tôi sẽ có nửa điểm riêng dành cho cái sự thành thật đó nữa. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Anh có wow hay không? Đừng tăng động. Và số điểm là 10 điểm. Chúc mừng. Và số điểm tiếp theo từ giám khảo Hoài Linh. 10 điểm. Trời ơi, người ta cho 10 điểm mà nhảy gì nhảy hiều à. Đúng rồi, 10 điểm nữa. 10 điểm đâu. Quá xuất sắc. Đi cưng. Chưa. Quá lại. Quá lại đây. Đây mới là tăng động rồi thưa quý vị. Đây mới là tăng động nè. Đúng rồi đó. Trong khoảnh khắc bất ngờ. Và điểm trung bình của ba vị giám khảo thân yêu của chúng ta dành cho bạn là 9,8. Rất cao. Bây giờ là nửa số điểm còn lại, xin mời lên cân. Cân nặng cũ, Huyền Thanh 64,1 cân. Cân nặng mới 62,1 cân, giảm 2 cân, tương đương 3,1%. Tổng điểm của bạn 12,9 điểm. Chúc mừng Huyền Thanh. Giờ đây bạn là người có số điểm cao nhất. Và số điểm thấp nhất đến thời điểm này thuộc về Ngọc Sơn.
Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn hai thí sinh nữa thôi. Như vậy Ngọc Sơn hiện tại đang rơi vào nhóm nguy hiểm cùng với hai thí sinh còn lại. Và bây giờ tiếp theo sẽ là một thí sinh phải hết sức cố gắng để kiếm được số điểm cao từ ba vị giám khảo của chúng ta. Và xin mời Minh Thảo. Lần này thực sự rất là áp lực bởi vì tụi Thảo phải thi đến hai bài. Tại vì mình không phải chuyên nghiệp, thời gian tập thì lại rất là gấp nữa, mà phải tập hai thể loại khác nhau. Bây giờ đang cảm giác rất là lưỡng lộn động tác của bài này qua cái bài kia. Thì giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Hôm vừa rồi tập thì Thảo bị ngã xuống và anh Hải đã bị đập đầu xuống đất vì cái vai mình còn yếu và không đỡ nổi anh Hải. Cái cảm xúc bây giờ thật là khó tả, bởi vì rất là mừng vì mình đi được đến đây, và còn lo hơn nữa là bởi vì bây giờ đã bắt đầu các bạn ai cũng tiến bộ hơn rất là nhiều và bài nhảy ai cũng hay hết. Chính vì thế Thảo nghĩ là mình cần cố gắng nhiều nhiều hơn nữa, mong là sẽ đem đến được hiệu quả cả. Nữa dành cho Minh Thảo và Lâm Vinh Hải. Và bây giờ là nhận xét đầu tiên của giám khảo Trốn Huy Trần, xin mời anh. Bài này nó rất là sáng tạo vì anh thấy, mình thấy rõ ràng là nó kết nối với cái bài đương đại, và anh thấy cái câu chuyện này lúc mình ghép hai cái bài kế bên nhau nó rất là hay, và mấy cái động tác tụi em làm và cái cách tụi em thể hiện, I feel so happy. Nhưng anh có một cái anh muốn nói. Cái chữ nhân này Lâm Vinh Hải cái động tác dây. Đẹp lắm, anh chỉ muốn nói như vậy thôi. Trời đất ơi, tôi tính nhào vô tôi nói rồi đó. Ông mà chê là tôi nhào vô tôi nói liền. Đúng. Cái đó là cái sáng tạo à, và sử dụng cái sợi dây ở trên người đó mà các bạn tạo rất là nhiều cái hình rất là đẹp. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp. Rất đẹp. Yeah. Ông khen người ta mà ông làm hết hồn mà. Nguy hiểm dễ sợ đó. Rất là nguy hiểm chứ đâu phải. Em quá nguy hiểm Huy ơi. Dạ. Đây đó là một cái sáng tạo của anh John trong cái bài MV Đừng Bó Rối của chị Phương Vi. Dạ thì bài cho cố rồi quên. Thì em, tại vì em lấy bài này thì em cũng có tìm hiểu và em thấy cái đó một cái gì đó rất là hay và nó cũng hợp với idea của em nên em có lấy một tí. À thì tôi bỏ qua. Chứ nếu ông nói ông nhớ mà ông giả bộ là tôi nghĩ ông nhắc lại để ông khen ông. No. Tại lúc đó. Xin anh John một lần thật lòng với lương tâm. Là sao? Là em có nhớ cái động tác đó là của em không? Sao nhớ được? Là mỗi ngày mình phải dựng bài mới thì sao nhớ được? Đúng rồi. Mình chỉ thấy nó rất là sáng tạo và hay, đúng không anh? Trời ơi trời. Yeah. Anh bên vực em. Okay. Xin mời Hưng. Anh Đàm Vĩnh Hưng. Tuyệt vời. Yeah. Đúng rồi. Hết vậy anh. Hết thôi. Em thích nhất anh. Em cũng vậy. Xin cảm ơn anh. Trời ơi, thích thích mà cũng có hùa nữa hả? Em hãy dành cái sự thích này cho Trường Giang. Con tim em không biết nói dối, xin lỗi anh Giang. Không có gì đâu em. Tất cả đã muộn màng rồi. Anh là người đã có gia đình. Ôi giời. Và bây giờ chúng tôi
Như thường lệ, tạm thời chưa công bố số điểm của ba vị giám khảo. Mời hai bạn lên cân. Minh Thảo, cân nặng cũ 75,5 cân. Cân nặng tuần này 74 cân, giảm 1,5 cân, tương đương 2%. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhảy rất đẹp. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất nữa mà thôi. Và kính mong quý vị dành nhiều tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho sự xuất hiện của Nguyễn Khánh. Mình đã lọt vào top 5 của bước nhảy ngàn cân. Mình không tin là mình có thể làm được điều này. Bởi vì trong 12 thí sinh thì mình là người không được chọn chính thức, mà mình chỉ là thí sinh dự bị. Đến lúc này thì có lẽ chen lẫn giữa cái sự lo lắng thì cũng là một chút hạnh phúc. Đã đến được đây rồi thì mình sẽ phải cố gắng hết mình. Tại vì mình vẫn còn mỡ bụng nên là mình vẫn còn muốn là có thể giảm được nhiều hơn nữa. Tuần trước ban giám khảo có nói là trong suốt 8 tuần vừa qua thì bài nhảy của mình rất là đều, chưa có điểm nhấn, chưa có sự bùng nổ. Mình rất là hy vọng là với nền nhạc, động tác và cốt truyện của bài hip hop, mình sẽ đem lại cái sự bùng nổ, không còn là một sự an toàn nữa, và sẽ có thể lấy được một chữ wow của anh John Huy. Của Nguyễn Khánh. Một tràng pháo tay cho Ngọc Anh và Nguyễn Khánh. Xin mời anh Trang Huy. Rất là máu lửa. Và anh thấy em cố gắng hết sức trong cái bài này. Em rất là chắc trong cái bài này. Và ký kết nó rất là sốc. Vì em bỏ bạn Ngọc Anh. Lúc trước anh thấy em mất cái giày đó. Thì bây giờ lúc anh thấy ký kết thì anh hiểu chắc em thấy cái giày, cái giày thể thao không hợp, em muốn cái giày cao gót hay gì, đúng không? Thì, đúng, cái bài này nó rất là giải trí. Nhưng nó có một cái nhận xét anh cũng nói trong cái bài vừa rồi. Cái phần vai thả lỏng một tí xíu nữa, em hơi cao. Và trong một cái phần hip hop em phải thả lỏng nhiều hơn nữa nha. Và xuống sàn, xuống đất nhiều hơn. Giờ anh thấy cái bài này anh hiểu rõ ràng cái câu chuyện trong cái bài đầu tiên. Nó cũng là hai bài kết nối với nhau. Và cái đó là Ngọc Anh, cái sự sáng tạo của em trong cái hai bài này anh thấy nó rất là hợp lý. Và cái nhận xét anh nói trong cái bài đầu tiên lúc anh không hiểu thì anh lấy lại. Bây giờ anh hiểu rõ lắm. Vâng, xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời anh Hoài Linh. Tôi thì nãy tôi là người giải thích cho John Huy hiểu cái bài trước. Mà tới cái bài này tôi lại khó hiểu nè. Thiệt. Cái bài đầu anh mơ một tình yêu đẹp với một cô gái, xong bây giờ giấc mơ ấy nó trở thành sự thật thì anh lại hất hủi cô gái ấy rồi anh. Tôi bây giờ tôi bắt đầu bấn loạn tinh thần rồi. Chắc cái bài đầu tiên không phải là cái mơ mà là ác mộng.
vì gặp cô gái đúng không thì mình không muốn cái điều đó. Còn về cái phần mà nhảy của Thắng thì cái độ mạnh mẽ của Thắng thì tôi đã nhìn thấy, nhưng mà cái lúc mà không phải nhảy hip hop là như đấu võ đâu, có những động tác bạn làm như đấu võ, có lúc mà đấm đấm xuống như là tôi thấy cái mặt bạn sát khí quá. Thực sự ra tôi không hiểu là cảm xúc lúc đó bạn dành cho cái cô gái này là cái gì, mà tôi thấy bạn rất là sát khí khi mà đúng rồi anh, sát khí là phải rồi, anh thấy không, muốn mang về cao gót và lại còn hôn John Huy nữa, phải không, không có ưa bánh bèo là đúng rồi. Nguyễn Thắng, bạn có chia sẻ điều gì không? Thật sự thì Nguyễn Thắng là chuyên dance sport, nhưng mà về cái phần hip hop thì Thắng đã tập rất là vất vả. Em là người tập với Thắng vậy, nhiều khi em cảm thấy là thôi chắc là không biết là Thắng có làm được không. Nhưng mà thật sự hôm nay em đã rất là tự hào khi Thắng đã vượt được qua cái nỗi sợ là nhảy hip hop như vậy. Sự cố rất chiếc giày ra đó, anh nghĩ là do em ngoáy cái mũi giày nhiều á, chứ nếu mà mình lật ngang nó cũng chưa chắc là rớt được cái giày. Chỉ có cái mũi khi em ấn xuống đó, rồi bắt đầu cái em dùng cái động tác em vuốt một cái thì nó trật cái giày ra liền. Cái mũi đó là mũi dance sport chứ không phải là mũi của hip hop đâu. Nhưng mà sau đó thì em vẫn tự tin tiếp tục nhảy cho đến hết bài. Và tới cuối bài em diễn rất là tự tin hơn nữa. Và chúc mừng em và cảm ơn Ngọc Anh nhiều nhé. Xin cảm ơn anh Hà Linh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Cái phần đầu của bài thi này các bạn đã dùng nhịp gấp đôi, dùng những cái nhịp nhanh kinh khủng khiếp. Về phần hip hop thì Ngọc Anh ơi, em nhảy rất là chất, em nhảy nó ra cái màu cô gái làm cho người ta phải không rời mắt được. Chính vì cái sự mà nó quá xuất sắc như vậy đó thì làm cho Thắng bị loài ra một chút là dance sport, không có ra được cái màu sắc đó. Đó là một sự thật rất thật luôn. Tuy nhiên có những động tác phía cuối, những cái bài dựng Thắng làm mà điên đảo mọi người lại, lúc mà John Huy cũng ồ lên thích thú. Và cái kết rất là thú vị, là buồn cười, bất ngờ. Đầu giờ chưa có ai dám thể hiện kiểu nó tới nơi tới chỗ như vậy. Chúc mừng cái phần kết của tụi em. Xin cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Và với vị trí này ở vòng nguy hiểm thì các bạn cũng sẽ tạm cất lại phần điểm của mình. Sau đây thì mời hai bạn bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 78,1 cân, cân nặng mới 77,1 cân, giảm 1 cân, tương đương 1,3%. Thưa quý vị, như vậy là tất cả năm thí sinh của chúng ta đã hoàn thành 2 bài thi, và hiện tại chúng tôi xin mời trở lại sân khấu Nguyễn Thắng, Minh Thảo và Ngọc Sơn. Trong 3 thí sinh của chúng ta, Ngọc Sơn là thí sinh đang có điểm thấp nhất 11,5 điểm. Và hiện tại Minh Thảo có phần trăm giảm cân là 2%, và bài thi trước bạn được 3 điểm 10 từ 3 vị giám khảo. Và thí sinh cuối cùng Nguyễn Thắng có phần trăm cân nặng giảm là 1,3%. Điểm của bài thi trước của Nguyễn Thắng là 2.9 và 1.8. Ngay bây giờ chúng ta cũng nhận thấy rằng 3 vị giám khảo đang bàn luận rất sôi nổi. Không biết họ đang nói về vấn đề gì. Dĩ nhiên đang tìm mọi cách để cho điểm một cách hợp lý nhất. Và chúng ta hãy chờ xem. Đầu tiên sẽ là điểm dành cho bài thi thứ hai của Minh Thảo. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần cho số điểm đầu tiên. Thì Minh Thảo ơi, nhiều tuần rồi là em thể hiện mấy cái bài rất là tuyệt vời và được điểm cao, nhưng mà mình vẫn gặp em ở vị trí này không phải một hai lần nhưng mà nhiều lần. Thì em phải suy nghĩ kỹ hơn cái cách em để xuống ký tốt hơn và nhanh hơn, vì đó cũng là một cái số điểm rất là quan trọng, mà bài của em xứng đáng 10 điểm. Wow! Xin cảm ơn anh Trần Huy. Bây giờ cái người wow lại là Trường Giang mới. Dạ. Ghê. Xin mời anh Hỏi Linh ạ. Vâng, tôi cũng đồng ý với số điểm của Trần Huy, 10 điểm. Wow! Wow! Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Không cần phải khóc hay nhăn mặt với tôi làm gì cả. Dạ. 10 điểm thôi. Wow. Và tính nhẩm bằng miệng chúng ta cũng tính được Minh Thảo, điểm bình quân của ban giám khảo là 10 điểm dành cho 2 bài dự thi. Và đương nhiên tổng điểm sẽ là 12. Xin chúc mừng bạn an toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ mời trở lại sân khấu tất cả
các bạn thí sinh cũng như các dancer hỗ trợ cho họ. Chúng ta sẽ rất tiếc nuối nếu như một trong hai thí sinh này ra về, bởi vì hiện tại họ đã giảm cân rất tốt và đang rất đẹp lên từng ngày, nhảy rất tốt. Bạn Nguyễn Thắng đã bắt đầu rơi nước mắt. Tại sao bạn rơi nước mắt? Thật ra thì em buồn vì có thể về chia tay mọi người thôi. Tính nhẩm bằng miệng thì nếu mà bài này em được 3 con 10 thì em vẫn thất nghiệp Sơn. Chúng ta ai cũng biết điều đó đúng không ạ? Cho dù được 3 điểm 10 thì Nguyễn Thắng cũng sẽ phải chia tay với chương trình. Tôi sẽ là người chia sẻ cảm xúc với bạn trước. Khi bạn tính nhẩm, nếu bạn được 3 con 10 thì bạn cũng sẽ chia tay chương trình, bởi vì bạn vẫn thấp điểm hơn Ngọc Sơn. Về chuyên môn thì bằng điểm nhau, nhưng mà cái giảm cân đó, tức là về cái phần giảm cân là em chưa có nỗ lực cho cái bản thân mình để giảm cân thôi. Tôi là cái người dễ xúc động lắm, nhưng mà cuộc chơi nó có cái khắc nghiệt của nó. Và số điểm chúng tôi vẫn phải gửi đến cho em, gửi em điểm 9. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời anh Trần Huy Trần. Em phải xem lại cái phần thi của em lúc đầu đến giờ. Trong 9 tuần em đã làm được gì? Em vượt qua mấy cái thử thách, em được gặp bao nhiêu thành công, và em gặp nhiều bạn ở đây, và em được tập và học với một vũ công rất là tuyệt vời, đã giúp em rất là nhiều trong cái cuộc thi này. Ngọc Anh, em phải tự hào, rất là tự hào. Đây không phải là một cái kết, cái này có thể là một cái bắt đầu mới cho em. Anh rất là tự hào. Lúc đầu đến giờ anh gặp tụi em mỗi tuần 2-3 lần, và anh thấy cái sự tiến bộ của các em. Nếu mà em không được vô cái vòng tiếp theo thì đúng, mình hơi buồn. Em 20 tuổi thì em có quyền buồn trong 20 phút trong một ngày, xong trong cái thời gian còn lại em phải hạnh phúc và tự hào vì tất cả mọi thứ em được có nha. Cái điểm anh chấm cái bài vừa rồi là 9 điểm. Xin cảm ơn em. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi sẽ cộng một điểm chất của Ngọc Anh vào nữa. Số cân của em không giảm được nhiều, cho nên là tôi sẽ chọn tăng điểm 10 cho em. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và điểm trung bình của bạn sau 2 bài thi, ban giám khảo dành cho bạn là 9 điểm. Tổng điểm sẽ là 10,3 điểm. Ngọc Sơn 11,5 điểm. Và dĩ nhiên Ngọc Sơn sẽ là người ở lại với chương trình, và người ra về là Nguyễn Thắng. Và kính thưa quý vị, đến ngày hôm nay họ đã vượt qua tất cả là 9 tuần, và nỗ lực giảm cân đã được rất nhiều. Họ đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại hành trình của Nguyễn Thắng trong 9 tuần vừa qua. Chúng tôi thấy em đang mạnh hơn và đang tiến bộ. Mấy cái động tác của hai em chắc chắn, rõ ràng, chất lượng cao. Rất là nhiều bung bê phức tạp nhưng mà tụi em làm rất là mượt. Tôi thì tôi đòi hỏi các bạn là về cái sự hòa quyện, và tôi tìm thấy được cái sự hòa quyện trong đó. Khánh đã thể hiện rất là rõ cái đam mê và cái sự tự tin của mình, và cái kết rất là thú vị, là một người bất ngờ đầu giờ chưa có ai dám thể hiện kiểu nó tới nơi tới chốn như vậy. Chúc mừng cái phần kết của tụi em. Nguyễn Thắng, bạn có điều gì chia sẻ với quý vị khán giả ở đây không? Và điều đầu tiên em muốn nói chắc là em phải gửi cái lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban giám khảo và chương trình. Bởi vì không chỉ với em mà với cả 5 bạn ở đây, thì có lẽ là nếu mà bọn em ở nhà thì không bao giờ bọn em có thể giảm số cân như này, đúng không ạ? Cái điều thứ hai em muốn nói là từ cái lúc mà em biết nhảy đến giờ thì chưa bao giờ em được nhảy với cả một vũ công chuyên nghiệp và tài giỏi như chị Ngọc Anh. Đây cũng là một cái điều rất là hạnh phúc của em. Cho dù là em
đi đến đâu thì cái kỷ niệm này sẽ là một cái kỷ niệm mà không bao giờ em có thể quên được trong suốt cuộc đời của em sau này. Ngọc Anh, chúng tôi muốn nghe bạn chia sẻ một vài tâm sự được không? Thì thật sự là bản thân em phải cảm ơn Thắng. Thực sự là trước khi đến với chương trình, em là một người không biết biên đạo. Và Thắng là người khiến em là động lực, là mỗi ngày phải suy nghĩ làm thế nào để biên đạo một bài thật hay cho Thắng. Và em biết khả năng của mình nó không phải là quá gì là tuyệt vời hay là quá tài giỏi. Tại vì thực sự em bắt đầu nhảy múa rất là trễ. Và Thắng là người để cho em khẳng định được khả năng của mình. Và Thắng thật sự là đã rất là cố gắng. Nhiều khi em hay mắng Thắng, nhưng mà thật sự là vì em quá là kỳ vọng là Thắng sẽ làm tốt những cái tuần đấy. Nhưng mà thật sự là em cảm thấy Thắng là một người rất là tuyệt vời. Và em cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Thắng. Vâng, chúng ta tạm chia tay Nguyễn Thắng và Ngọc Anh tại đây. Kính thưa quý vị, hãy đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 21 giờ 15 phút tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.